SD thì chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một symbol welcome application. Hello. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular trên trang chủ cùng với Angular quá nhanh. Các bạn nếu đã biết tiếng Anh rồi thì có thể truy cập vào trang chủ học như tôi, hoặc nếu kém tiếng Anh thì có thể truy cập vào trang Angular quá nhanh trên YouTube, kênh dạy lập trình Angular của tôi để có thể học. Và các bạn nào mà muốn học trên trang chủ mà chưa dành lắm về tiếng Anh thì có thể Xin cùng chào các tôi bạn. học Hôm nay khóa tôi học muốn này, hướng chúng dẫn ta cho sẽ các cùng bạn nhau học cài Angular OPS trên trang chủ. trên phiên bản. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Google và nhập từ khóa Angular. Enter. Trang đầu tiên chính là trang chủ của Angular. Đây là trang chủ của Angular, có rất nhiều tính năng link ở đây. Chúng ta sẽ truy cập vào Doc Document trên trang chủ và tiến hành học. Ở đây cũng có rất nhiều bài học từ Getting Started đến Understanding Angular, rồi Developer Guide. Ở khóa học này thì chúng ta sẽ đi vào tutorial. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách học Angular nhanh nhất ở trên này. Chúng ta sẽ nhấn vào tutorial và tutorial Tour of Hero. Chúng ta sẽ học khóa học này sẽ học nhanh nhất về Angular, nắm được những cái chính nhất, cơ bản nhất một cách nhanh nhất. Đầu tiên thì sẽ là giới thiệu về tutorial này. Tiếp đến là sau khi chúng ta code xong thì sẽ có giao diện như thế nào. Đây, giao diện như thế này trông rất là gọn gàng và đẹp đẽ. Các bạn yên tâm đi, sẽ vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau học. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào Create Project. Chúng ta sẽ phải cài đặt môi trường này, tạo workspace. Tiếp theo đó là chạy chương trình lên. Và đầu tiên thì chúng ta phải cài đặt môi trường. Các bạn nào mà chưa cài đặt thì có thể xem video ở tôi để ở phần mô tả để cài đặt. Vì hiện tại tôi đã cài đặt rồi nên tôi sẽ không trả lại lệnh cài đặt này nữa. Các bạn nhớ nhé, trước khi cài đặt Angular CLI thì các bạn cũng phải cài đặt Node.js nữa thì mới cài đặt được Angular CLI. Các bạn nhớ nhé. Các bạn nào chưa rành lắm thì có thể xem video cài đặt tôi để dưới phần mô tả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào một folder chứa project của chúng ta. Tôi sẽ để vào ổ D và tạo mới một folder mới có tên là project. Tất cả các project của tôi sẽ nằm trong folder này. Và tôi sẽ tạo mới một folder là 06, project 06. Các bạn thích đặt thế nào cũng được nhé. Tôi đang tạo một folder để lưu project thôi. Chúng ta sẽ mở cửa sổ command line ở đây. CMD và enter ở trên thanh địa chỉ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ copy call lệnh. Các bạn có thể bôi đen. ng là tiền tố này, new là tạo mới này. Phần sau nó là tên của project, chúng ta sẽ nhấn vào đây để copy, hoặc bạn có thể bôi đen để copy. Sau đấy các bạn truy cập vào cửa sổ CMD lúc nãy. Paste call lệnh vào đây và enter. Hệ thống sẽ tạo mới một project cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Máy hỏi chúng ta là có cài đặt luôn Angular Routing hay không. Thì chúng ta sẽ để là no, mặc định thôi. Và khi nào cần thì chúng ta sẽ cài đặt vào sau. Select, tôi sẽ chọn style sheet là select thôi. Chỗ này cài đặt sẽ khá là mất nhiều thời gian. Nếu các bạn nào
đang dùng ổ HDD nữa. Tôi đang có ổ SSD nên là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Các bạn học Angular này thì nên cần một ổ cứng SSD nhé. Ổ cứng HDD nó lấy thư viện Angular này có khi phải mất đến 10-15 phút đấy. SSD thì chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một Symbol Welcome Application, tức là có một ứng dụng chào mừng đơn giản và có thể chạy được luôn. Đây, chúng ta sẽ thấy câu lệnh cd angular tour overflow, tức là câu lệnh này sẽ chuyển vào thư mục bên trong của chúng ta, và chúng ta sẽ dùng lệnh ng serve open. Câu lệnh này sẽ build project và mở lên trình duyệt mặc định của chúng ta luôn, trừ trừ open tức là mở lên luôn, còn serve chỉ là build không thôi. Ok, chúng ta sẽ copy câu lệnh và paste lên luôn. Tôi quên chưa nhấn enter, giờ sẽ enter. Project chúng ta sẽ build và chạy lên luôn thôi. Và trong project mới chúng ta sẽ có một số sản vai quan trọng, đấy là app.component.js được viết dưới mã TypeScript. Tiếp đến là giao diện là app.component.html và cuối cùng là file CSS. Đây, project của chúng ta đã lên rồi. Vậy là đã thành công. Thật là chuẩn chỉ luôn. Một Hello World app. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.